Hey, xin chào tất cả người và chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một web nick bạn tất cả các nick, tất cả các thể loại game liên cơ Lycobay hoặc là như cả Ninja School hoặc là PUBG đủ kiểu. Web nick lớn nhất Việt Nam, các bạn chỉ cần ghi nick.vn ra. Đây là web nick lớn nhất Việt Nam, tại vì sao mình nói vậy? Hiện tại các bạn thấy nhìn thấy là web nick.vn, nick.vn bán rất là nhiều các tài khoản ở các loại game như là Hải Tặc Tí Hon này, Làng Lá Phiêu Lưu Ký này, như là Ninja School, Liên Cơ Bay, Liên Minh Huyền Thoại, rồi Đột Kích, rồi Hiệp Sĩ Online. Có rất là nhiều tài khoản ở đây để các bạn có thể lựa chọn. Và đặc biệt một điều, các YouTuber lớn cũng như là các streamer lớn đã giới thiệu qua về web nick này rồi. Thế nên các bạn yên tâm về cái độ may mắn và độ uy tín, cái độ uy tín và độ chắc chắn. Tại vì sao? Như là YouTuber nổi tiếng như là MTN này hoặc là Bé Chanh cũng đã review qua về nick.vn, cũng đã giới thiệu về cái nick.vn rồi. Thế nên nếu mà các bạn có mong muốn gì, các bạn muốn mua một tài khoản gì mà đảm bảo cái sự uy tín, đảm bảo cái chất lượng thì các bạn có thể qua nick.vn. Mình chủ yếu là YouTuber về Lycobay, thế nên mình sẽ giới thiệu các bạn cách mua về Lycobay. Đây, các bạn ấn vào đây này là nó sẽ ra. Hiện tại có rất là tài khoản, mình chỉ lướt qua thôi. Lướt qua để các bạn có thể biết được, giới thiệu các bạn về cái web nick này. Đó, có rất là nhiều tài khoản ở đây. Các bạn có thể tìm mệnh giá, tìm các mệnh giá, thể loại mệnh giá ở đây nha, tùy thôi. Ví dụ các bạn muốn nhiều trang phục, nhiều tướng thì các bạn sẽ bỏ ra một số tiền lớn. Còn các bạn có bằng là tiền thì chất lượng cái nick nó bằng đấy. Nói chung là của đi đôi với người mà. Đâu, của đi đôi với chất lượng nhầm thì của đi đôi với chất lượng. Và đặc biệt một điều ở đây nó còn có nick random. Random có nghĩa là gì? Random có nghĩa là các bạn sẽ may mắn nhận được những cái tài khoản ví dụ VIP, bỏ ra một số tiền nhỏ để có thể nhận được một tài khoản VIP trị giá rất nhiều tiền. Nhưng mà cái này là dựa vào may mắn thôi. Nhưng mà các bạn yên tâm, khi mà các bạn chơi cái này rồi thì các bạn khi mà các bạn chơi random, chắc chắn một điều các bạn sẽ nhận được nick nha. Chắc chắn kiểu gì kiểu cũng trúng nick, nhưng mà không, mình không cá chắc là trúng được nick ngon hay nick không ngon đâu. Tại vì là cái này là random mà, các bạn dựa vào sự may mắn là nhiều. Có rất là nhiều tài khoản đã được bán ở cái chế độ random này. Nếu mà các bạn mua thì các bạn chỉ cần ấn đăng nhập này, đăng nhập hoặc là đăng ký. Nếu mà không có tài khoản thì là đăng ký vào đây. Đấy, không có tài khoản thì đăng ký vào đây. Ok, mình khẳng định lại cho các bạn, nếu mà các bạn nào muốn mua nick uy tín và chất lượng thì có thể qua nick.vn. Đây là một cái web nick Lycobay hoặc là những cái thể loại game khác gọi là lớn nhất Việt Nam rồi. Ok, clip của mình đến đây kết thúc thôi anh em. Xin chào tất cả và chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Ngày hôm nay thì mình đã cố gắng dồn hết tất cả những gì mình có để có thể sắm một chiếc điện thoại mới sau bao nhiêu ngày tháng. Sáng đi nhặt ve chai, tối thì sáng nhặt ve chai, trưa thì làm YouTuber, tối bắt đầu làm streamer, sau rồi đến ban đêm thì bắt đầu đi tiếp khách. Ấy, mệt lắm. 2-3 tháng liền này tôi gọi là hoạt động hết công suất. Ấy, cơ thể có như nào là mình hoạt động hết công suất, và cuối cùng mình đã dành dụm ra được một số tiền nho nhỏ để có thể đổi đời. Thật ra thì trước thì mình hay sử dụng cái con điện thoại này để có thể nghe gọi, khổ lắm, tôi có tiền đâu. Xong rồi dùng chiếc điện thoại Xiaomi và Rexxat để live stream. Đó, thế nên là nói chung là cái chất lượng live stream nó cũng được, nhưng mà mình muốn cải thiện tốt hơn và mình đã cố gắng đầu tư, lần này đầu tư gắt luôn hẳn một chiếc điện thoại mới luôn. Đây là chiếc điện thoại iPhone XS Max. Mình thề với các bạn, đây là lần đầu tiên mình dùng iPhone luôn đấy. iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 gì mình không biết, nhưng mà lần đầu tiên mình dùng iPhone luôn. Cái lúc mà mình ra mình mua ấy, thế xong rồi cái chị bán hàng xinh, phải gọi là quá xinh. Nhưng mà chị hỏi mình đang có dùng iPhone bao giờ chưa? Chưa, sao tự nhiên đồ dùng cái đồ xịn hẳn này? Thôi em thì em có lý do riêng, em chưa thể tiết lộ được. Nhưng mà dù sao thì bây giờ thì mình sẽ khui cái hộp này ra. Thật là nói là khui hộp, nhưng mà ở ngoài hàng ấy mình đã khui rồi. Đây là đập hộp lần thứ hai cho các bạn thể nhìn thấy, cho các bạn xem thôi. Tại vì rất là nhiều bạn hóng. Đây, nói chung ấy, về cái phần vỏ bên ngoài, đáng ra nó có thêm một chút túi bóng nữa để mình cầm dao mình dịch này ra. Nhưng mà mình xé nó ra ấy. Nhưng mỗi tội là
mình sẽ ngoài hàng rồi để mình test qua về cái hình ảnh về chất lượng máy như thế nào. Ok, bây giờ thì cái điện thoại này mình mua ở bên Thế Giới Di Động và trị giá của nó lúc đầu là 33.990.000, nhưng mà mình được mã giảm giá cái gì ấy, mình được giảm giá 1.000.000 xuống còn 32.990.000 đó. Nói chung là bao nhiêu ngày tháng của tôi cày cả ngày cả đêm dành dụm mãi mới có thể mua được cái này, ăn mì tôm đủ kiểu đây. Có biểu tượng hình táo cắn dở ở đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở này ra. Nói chung là khui rồi, bây giờ khui lần 2 thôi. Mà khi mà mở ra ấy, thì mình sẽ cố gắng vào một trận đấu để cho anh em xem qua về cái test cấu hình của cái chiếc máy này. Mình chắc là mình sẽ không quay clip ở cái điện thoại này đâu. Mình chỉ có live stream ở điện thoại này thôi. Tại vì các bạn biết là quay cái dòng iOS nó quay video nó rất là lằng nhằng, chuyển file phiết ra rất là lằng nhằng, nên mình cũng ngại. Mình chỉ có quay video ở cái điện thoại Android thôi. Rồi. Đây là cái hộp của nó thôi, cái vỏ. Tiếp tục. Đây là quyển sách hướng dẫn nè. Từ từ mình sẽ phải lấy ra. Đây là quyển sách hướng dẫn. Và các bạn thì nhìn thấy cái gì bên trong chưa? Quyển sách hướng dẫn nó có cái gì? Lôi ra đây. Rất là nhiều thứ. Toàn tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tàu. Toàn tiếng Anh, nó không có tiếng Tây, tiếng Tàu gì hết. Hello. Một chữ hello. Rồi, tôi sẽ tạm dịch hết. Thôi đùa đấy, dịch làm sao được hết chỗ này. Một cái que chọc sim. Một cái que chọc sim này. Tiếp tục là hình như là đây là hai miếng dán của quả táo cắn dở. Hai miếng dán nó ốp thì phải. Hay là dán vào mặt lưng ấy, nhưng mà mình không thích xài cái này. Rồi tiếp tục là cái này là cái quyển sách hướng dẫn phiên bản tiếng Việt, được dịch ra tiếng Việt để các bạn có thể đọc được. Vừa xong cái chữ kia là hello, và chữ này chữ xin chào. Đừng tưởng tôi không biết tiếng Anh, biết mỗi hai với hello thôi. Rồi. Nhân vật chính của chúng ta đây. Úi dồi, chạm phát lên màn hình rồi. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Bây giờ thì thực ra là nó có cái giấy để mình móc nó lên, nhưng mà mỗi tội không có thôi, để mình ấy như này. Đây là chiếc, còn bên trong là một cái củ sạc và tai nghe. Ấy, củ sạc và tai nghe, hoặc ai đi. Review. Đây rồi, chiếc máy. Đây là mặt sau của chiếc điện thoại iPhone XS Max. Mình sẽ cho các bạn xem đó. Đây là chiếc mặt sau của iPhone XS Max. Wow, có hình quả táo luôn nha. Để dí sát cho các bạn thì nhìn thấy quả táo cắn dở. Ok. Mặt trước đây. Mặt trước, mình cứ chạm tay vào màn hình là nó lại sáng lên mà. Đó, đây là mặt trước nè. Mặt sau đây. Viền của nó đây, thật sự là rất là mỏng luôn mọi người ơi. Camera. Review chi tiết cho mọi người thể nhìn được. Nếu mà các bạn nào có điều kiện thì để mà đầu tư một chiếc điện thoại này trên Lego Buy, mình khẳng định là quá ngon. Phải nói là ngon nhất từ trước tới nay. Đối với những cái dòng điện thoại khác, tại vì sao? Hầu như các tuyển thủ chuyên nghiệp ấy đều xài những chiếc điện thoại iPhone. Đặc biệt nếu mà có điều kiện thì xài chiếc điện thoại iPhone XS Max. Đây là chiếc dòng điện thoại mới nhất rồi. Nói chung là cũng có trị giá. Đó, trị giá cực kỳ đắt. Rồi, nói đắt thì thôi, đau thận, đau tim. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào không. Ok, bây giờ mình sẽ vào tiến hành test một trận đấu. Một trận đấu nói chung là về review qua về cái gì nhỉ, cấu hình thôi. Bật mắc cấu hình các thứ lên để cho các bạn xem về độ mượt, độ nhanh của cái chiếc điện thoại này. Chứ còn mình cũng không nghiên cứu về RAM bao nhiêu GB, bộ nhớ bao nhiêu, bộ nhớ bao nhiêu đâu. Mình cứ biết là đã là dòng iPhone rồi thì chơi con mobile cực kỳ tốt. Nhưng mỗi tội là không chơi được phiên bản thử nghiệm thôi. Nó chỉ chơi được ở cái phiên bản chính thức. Nhưng dù sao phiên bản thử nghiệm thì mình đã có những cái chiếc điện thoại khác rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái này. Wow, đẹp quá các bạn ơi, hiện tại thì mình đã bật full cấu hình HD không che. Link 9 phút thì full HD không che để các bạn thể nhìn thấy được về cái chất lượng của chiếc điện thoại mới này. Đó, iPhone XS Max. Wow, hiện tại thì mình đang chơi L'Oreal bộ trang phục mới nhất. Và các bạn thể nhìn thấy là mình đang sử dụng rất mượt. Để ý qua về cấu hình, về cái map này, thì anh em thể nhìn là kể cả cây cỏ nhìn nó rất là mượt rồi. Cỏ nhìn rất đẹp, kể cả cái bản đồ thôi. Mình lướt thì thật sự là chim bay không ngoải cánh bao giờ. Wow, thật sự là rất là tuyệt vời. Ok, mình chỉ muốn review thật là chi tiết này. Nếu mà các bạn muốn xem chất lượng như thế nào, các bạn có thể qua Nonola ID 8915517 giúp mình nha. Mình live stream bên đấy.
Chủ yếu chắc là có lẽ mình sẽ không làm clip ở cái iPhone đâu, tại vì là nó tràn viền mà nhìn rất khó chịu, tại vì nhiều bạn không thích cái tràn viền này. Kèm theo một điều nữa thì làm clip ở trên cái iPhone, cái lúc mà chuyển file ra nó rất là khó khăn. Thế nào tốt nhất là mình vẫn làm clip ở những cái chiếc điện thoại Android. Nhưng mà đây, các bạn thể nhìn thấy qua này. Ok, clip của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.